hỏi ông cụ này thử. À, bác bác làm ơn cho hỏi 440 Trần Xuân Soạn bây giờ. À, chú không đành. À, giờ thay đổi. Dạ. Hồi xưa này bên lẻ nè. 40 hồi xưa chắc là bên bên bờ sông này quá. Đi hết rồi, chỉ còn bên lẻ không à. Thì đó, bởi vậy bây giờ. Dạ. Đi tìm nhà người quen nhưng mà hả? À, hẻm 440 xịt 16. Mình giờ hẹn tìm 440 không chưa ra nè. Phường Tân Hưng nè. Dạ nhưng mà nhưng mà cái là bên bên lẻ bên chẳng. Cảm ơn. Để em xem lại cái bản đồ nữa lần nữa. À, chờ tới một ngã ba nữa, bỏ ngã ba này. Cô làm ơn cho hỏi hồi xưa hẻm này phải hẻm 440 không cô? Không có hả? 440 xịt 16 mà sao? Đây là 861. Rồi, cảm ơn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là phía dưới gầm cầu Rạch Ông, và nhìn bên kia đó là con đường Phạm Thế Hiển phía bên kia, và nhìn xa xa tí chúng ta thấy đó là cây cầu chữ Y ngày nay, và xa hơn nữa thì có những cái building cặp bên ven cái con đường đại lộ Võ Văn Kiệt, bến Hàm Tử ngày xưa đó. Và chúng ta nhìn qua bên phải chút xíu nữa, đó là bên khu vực bến Vân Đồn, quận 4. Và bên đây là phía sau cái dãy nhà sàn ở con đường bến Vân Đồn, Tôn Thất Thuyết. Đây là đoạn cuối của đường Tôn Thất Thuyết. Và chúng ta có mặt ở đây là đầu đường Trần Xuân Soạn. Và nơi đây là bến đò Hãng Dệt 13 ngày xưa đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc có lẽ cô chú anh chị và các bạn sẽ không nhìn ra được cái bến đò Hãng Dệt ngày nay, vì những cái dãy nhà dân ở đây thì ngày nay đã không còn nữa. Tôi thấy những cái dãy nhà bên cánh trái bây giờ là một cái khu đất trống, và có lẽ chờ một cái dự án nào đó để thay đổi, chắc lẽ là một cái bờ kè đó. Và hành trình ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng con đường Trần Xuân Soạn, bến đò Hãng Dệt. Một dãy dân cư ở đây ngày nay đã là một bãi đất trống. Bên phải là dưới chân cầu Rạch Ông. Đi thẳng Trần Xuân Soạn này, chúng ta sẽ đi về đường Quỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận, Trịnh Minh Thế ngày xưa. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của chị Thủy, và hiện đang chị đang định cư ở Hoa Kỳ, và chị có muốn tìm một người chị tên Sang đã thất lạc từ lâu rồi, có địa chỉ 440 xuyệt 16 Trần Xuân Soạn. Thì hôm nay nhân một bữa cuối tuần, em đi làm về sớm, và em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về con đường Trần Xuân Soạn một lần nữa, và mình cùng nhìn lại cái bến đò Hãng Dệt 13 ngày xưa. Và ngày hôm nay đã không còn cái con hẻm nhỏ nhỏ này, đi vào cái bến đò Hãng Dệt nè, còn cái chữ trên cột điện nè, đi thẳng hẻm vô bên trong. Thì bây giờ đò thì không còn ở Sài Gòn nữa,
mà người xưa cũng không còn luôn. Chắc chuẩn bị những cái hình ảnh mới đây. Rồi chúng ta sẽ đi lại con đường Trần Xuân Soạn ha. Biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị và các bạn lại bắt gặp những cái hình ảnh kỷ niệm của ngày xưa khi mà chúng ta còn ở khu vực này. Và nhân đây cũng gửi đến tất cả cô chú anh chị ở các tỉnh khác, nếu mà ngày xưa mình có kỷ niệm về cái con đường này thì hôm nay chúng ta lại có dịp cập nhật ở cái khung giờ qua Sài Gòn, khung giờ chiều qua Sài Gòn bây giờ là 4:30. Hôm nay thì em đi làm về sớm và hôm nay thứ bảy rồi, sẵn đi đến những cái địa điểm mà các anh chị cô chú mình đã comment. Và cái kênh Vinh Lâm TV ngày hôm nay được biết được rất nhiều cô chú anh chị và các bạn ở các tỉnh xa, ở các quốc gia khác biết đến, đó là nhờ sự nhiệt tình chia sẻ những cái đường link đến những người người thân, người bạn. Thông qua đó thì tạo ra một cái group cộng đồng những người muốn tìm lại nơi xưa, những người muốn nhìn lại một chút hương xưa ở Sài Gòn. Và em cũng rất vui khi thực hiện những cái video clip về những con đường, những ngôi nhà, những cái hàng quán ăn uống ở Sài Gòn và những cái khu khách sạn. Thì sắp tới chắc sẽ sắp xếp thời gian để làm những cái video về những khách sạn để cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu rõ hơn và thực tế hơn, thay vì chúng ta xem những cái hình ảnh quảng cáo thì không thực tế. Em sẽ làm những cái video thực tế để các anh chị và bạn tham khảo ha. Và cái địa chỉ 440 Trần Xuân Soạn này chúng ta đi tới một tí. Địa chỉ này thuộc phường Tân Phong, nhưng mà không biết ngày hôm nay cái số nhà đó có phải là của chị Sang hay không. Nhưng mà sẽ cố gắng hỏi thăm, hy vọng là gặp lại người xưa vào những dịp cuối năm, Noel sắp đến rồi, năm mới sắp đến nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được người thân, liên lạc với người xưa, niềm vui sẽ được nhân đôi. Và cái đoạn này ngày xưa có một dãy nhà sàn ngày xưa bên cánh trái, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa. Chúng ta tới địa chỉ đây là 791 rồi. Hẻm 791 ngày nay đi thẳng qua bên một khu mới quy hoạch, đó là khu Him Lam, khu dân cư cao cấp. Ở Sài Gòn bây giờ mua nhà mặt tiền là phải triệu đô mới mua được, còn những con đường thế này thì cũng không hề rẻ. 5-7 tỷ, 5-10 tỷ là bình thường ha, cái mặt tiền của đường Trần Xuân Soạn này. Chúng ta tới 751 rồi, 400 mấy thì không biết ngày nay có còn giữ nguyên không. Nếu mà khoảng 10 năm trở lại đây thì có thể là vẫn còn địa chỉ cũ. Bây giờ Sài Gòn thay đổi rất là nhiều, nhà cửa rồi thậm chí địa chỉ nhà cũng thay đổi theo. Tại vì ngày xưa có một vài cái khoảng trống chưa có nhà, và ngày nay những cái khoảng trống nó có nhà rồi, thành ra có một sự sắp xếp địa chỉ lại. Nếu mà ít thì ví dụ số nhà 10 thì
ở nhà kế bên sẽ là 10A hoặc là 10B hoặc là 10C. Nếu mà nhiều nhà như vậy thì sẽ sắp xếp thứ tự lại nguyên cả con đường. Ví dụ như con đường bến Trương Dương, bến Hàm Tử ngày nay sáp nhập lại thành một đường, đó là đường Võ Văn Kiệt, thì địa chỉ ngày xưa thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ nếu muốn nhìn lại thì còn đâu đó vẫn còn một cái bảng hiệu của ngày xưa, nhưng mà sau này nữa chắc cỡ 5, 7 năm, 10 năm gì nữa những cái bảng hiệu đó sẽ không còn nữa, và những ngôi nhà đó qua một chủ khác nữa thì lại khác nữa, mất gốc luôn. Chúng ta tới đây là địa chỉ 621. Tới tí ha, đây là ngã ba Lê Văn Lương nè, có lẽ đây là ngã ba Tân Quy á. Lê Văn Lương với Trần Xuân Soạn, ở đây có chợ Tân Kiện. Đây là địa chỉ 547. Ủa, ở đây đâu phải là Tân Phong. Theo sự chia sẻ của chị thì 440 phường Tân Phong, nhưng mà ngày nay không phải Tân Phong mà là Tân Kiển. Khi qua cái đoạn Tân Quy thì bây giờ là Tân Kiển. Và phía bên cánh trái bên kia sông đó là bến đò Long Kiển. Chúng ta tới địa chỉ 449 rồi, nhưng mà hy vọng cái địa chỉ đó vẫn còn. Nếu mà có thay đổi thì nếu các anh chị và bạn biết những thông tin nào thì vui lòng chia sẻ bên dưới ha, để giúp chị Thúy có vài thông tin về người thân. Bây giờ tới địa chỉ 457 rồi. Bên này thì số lẻ không à? Bên phải số lẻ không à? Nguyên cái dãy bên trái là 440 bây giờ. À, có thể là cái số nhà bên đó là khu giải tỏa rồi. Ồ, làm sao bây giờ? Ở đây là 421 rồi. Ở đây là 419 luôn rồi. Đó, 419 rồi. Một cái dãy bên cánh trái là số chẵn, nhưng mà ngày nay thì không còn một nhà nào hết thì làm sao đây? Em cũng quên vụ này nữa ha. Một bên số chẵn, một bên số lẻ. Nghĩ là đơn giản nhưng mà không hề đơn giản. Và bên phải đây là đường Bế Văn Cầm. Để em tra cái bản đồ xem thế nào ha. Mà bây giờ không biết bắt đầu từ đâu đây. Các anh chị đợi em tí xíu nha. Thật là bất ngờ. Em nghĩ là nằm bên đây thì quay lại thôi, nhưng mà Trần Xuân Soạn
Có thể ngày đó là cái đoạn bệnh viện Tân Hưng ha. Để chúng ta sẽ quay lại nha. Ở bên bên phải là cái bờ sông. Đó, bờ sông nè. Ở bên kia là đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Không biết chị Thúy còn nhớ ngày xưa nhà của chị nằm ở đoạn nào hay không ha? Hay là bên phải hay bên trái, bên mé sông hay là bên mé bên kia. Ta đang chạy hướng ngược nắng, thành ra ánh sáng nó bị chói. Không biết đoạn đó đã qua cầu Kinh Tẻ hay chưa. Đó, mình đang chạy ngược lại đó nha. Hướng này là về cầu Chữ Y nè. Có địa chỉ 465 470 mấy. Hỏi một cụ này thử. À, bác làm ơn cho hỏi 440 Trần Xuân Soạn bây giờ. À chú không rành. À giờ thay đổi. Dạ. Ủa sao ở đây mình lẻ nè. 40 hồi xưa chắc là bên bờ sông này quá. Đi hết rồi, chỉ còn bên lẻ không à. Thì đó bởi vậy bây giờ. Dạ. Đi tìm nhà người quen nhưng mà hả? Hẻm 440 xịt 16. Bây giờ hẻm tìm 440 không chưa ra nè. Quận Tân Hưng nè. Dạ nhưng mà cái là bên lẻ bên chẳng. Dạ cảm ơn. Bây giờ cái số nhà ở đây thay đổi nhiều quá. Mới đầu em tưởng đâu rất là đơn giản, tự vì con đường này thì địa chỉ 440 xuyệt là sẽ ra. Nhưng mà tới rồi thì mới quên một cái, đó là bên chẳng bên lẻ nữa. Ở đây là chợ Tân Kiển nè, ngã ba Tân Quy. Xe máy được phép đi thẳng khi đèn đỏ. Đây, tới đây là bên kia là 600 mấy nhưng mà em mở cái bản đồ lên á thì nó nằm ở sau đó định vị ngay chỗ 861. Hẻm 861. Thì em chạy vô đó thử ha. Để các anh chị nếu mà có những thông tin gì vui lòng chia sẻ bên dưới. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và anh Hoàng đã luôn đồng hành, theo dõi và chia sẻ những cái đường link đến tất cả những người bạn, người quen, chưa những ai chưa biết đến kênh Vinh Lâm TV. Thông qua đó em cũng nhận lại rất nhiều cái lời kết bạn rồi chia sẻ của anh chị. Mỗi ngày em nhận cũng khoảng mấy chục cái comment. Và những comment đó em cũng đã xem qua hết. Em sẽ trả lời lần lượt từng cái cho con cứ yên tâm.
bữa đây chúng ta tới số 751 rồi. Mình đến vô hẻm 861 rồi. Vô hẻm đó xem sao. Hẻm đó thì hẻm đền Quang Thánh đó. Hẻm đó vô vô cái đền Đức Quang Thánh. Theo sự hướng dẫn của Google, buổi chiều nước lên thì dòng kênh không có đen. Buổi chiều thì có mấy anh chị bán rau, bán trái cây ở bên cặp mé sông. Bán dừa, bán chuối, bán mít, bán cam, bán lựu. Sa bô chê, vú sữa, đu đủ, ổi, xoài, sầu riêng. Và sắp đến 861 rồi. Bên trái chúng ta đó là hẻm 861. Để em xem bản đồ lại một lần nữa xem sao. Vô hẻm 861. Để coi Google chỉ có đúng hay không nha. Rồi mình sẽ qua đường vô cái hẻm đền Đức Quang Thánh. Xe đông quá. Này thì rất là dài. Có lẽ cái video clip này sẽ rất là dài đấy. Mà nó dài quá thì các anh chị và các bạn thông cảm nha. Chúng ta sẽ hành trình đi tìm về cái nơi xưa. Chưa thấy 4:40. Để em xem lại cái bản đồ nữa lần nữa. Chờ tới một ngã ba nữa. Bỏ ngã ba này.
xưa thấy qua rồi để quay trở lại coi bản đồ chỉ ở đâu đây. Định vị ở vị trí này cô làm ơn cho hỏi hồi xưa hẻm này phải hẻm 440 không cô? Không có hả? 440 sực 16 mà sao đây là 861. Rồi, cảm ơn. Bây giờ không biết cái hẻm đó ngày nay là hẻm nào nữa. Không thấy ở đây là số cũ, không thấy số cũ luôn. À, khu này thay đổi quá rồi. À, có lẽ địa chỉ chị Thị cho là chắc từ rất lâu rồi hay sao. Hy vọng qua cái video clip này các anh chị cho em vài thông tin về cái hẻm 440 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Hy vọng là em sẽ có thông tin rồi để chia sẻ cùng anh chị. Rồi con đường này ngày hôm nay làm lại nè. Ngày xưa là một cái con rạch và thẳng phía trước chúng ta đó là đường Trần Xuân Soạn. Con rạch ngày hôm nay đường rất là lớn. Một số hình ảnh ở đường Trần Xuân Soạn, bến đò hãng dệt 13, rồi đi lòng vòng đi tìm đến một cái địa chỉ hẻm 440 để gửi cô chú anh chị, nhưng mà rất tiếc là thông tin hẻm 440 đã không còn nữa. Hy vọng là qua video này sẽ có nhiều anh chị cùng chia sẻ để chúng ta tìm được người xưa. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và một mùa Noel thật ấm áp bên người thân và gia đình. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Bên đây là một cái trường tiểu học Lê Quý Đôn.